Shrek một mình đoạt đến 11 cúp nhờ hoa hải đường. Các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News. Sau bao ngày chờ đợi, Hot 14 World Sunset Fest đã chính thức được diễn ra, quy tụ dàn sao V-pop đỉnh đám như Thùy Chi, Drake, Yuki San, Vương Anh Tú. Tại đêm nhạc, nhiều tiết mục sâu lắng đến sôi động đã mang người nghe trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau dưới khung cảnh lãng mạn ở bãi biển Phú Quốc. Không chỉ là đêm trình diễn âm nhạc ấn tượng, Hot 14 World Sunset còn tôn vinh những nghệ sĩ sở hữu thành tích ấn tượng nhất tại bảng xếp hạng Hot 14 trong 3 tháng vừa qua. Và đương nhiên, cái tên bội thu cúp chiến thắng chính là Drake. Với Hoa Hải Đường, Drake đã có 11 tuần đoạt ngôi vị quán quân tại bảng xếp hạng Hot 14. Tại đêm biểu diễn, 11 cúp chiến thắng đã được trực tiếp trao cho Drake trên sân khấu. Và tất nhiên, anh chàng không thể nào ôm hết số lượng cúp lớn như thế, buộc lòng phải nhờ đến sự hỗ trợ của dàn dancer hùng hậu. Ngoài việc trình diễn hai ca khúc Là Một Thằng Con Trai và Hoa Hải Đường đầy ấn tượng, Drake còn đặc biệt gửi tới người hâm mộ của mình một đoạn ca khúc mới nhất của năm đóm. Đây như là một hình thức tri ân đến những người đã luôn ủng hộ Drake và mang đến cho anh chàng loạt thành tích ấn tượng tại Hot 14. Đến với sự kiện âm nhạc đặc biệt lần này, không chỉ dừng lại ở việc được gặp gỡ những ngôi sao hàng đầu và lắng nghe âm nhạc của họ trong không gian hoàn hô đẹp nhất tại Phú Quốc, người tham gia sẽ còn được thưởng thức những bữa ăn buffet hải sản chất lượng 5 sao đến từ Vinpearl, chiêu cùng menu đồ ăn riêng trên bãi biển. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh tin tức giải trí D News để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!